Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Qua đây. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ lên sóng tiếp theo cái chuỗi video về AutoCAD. Và ở trên màn hình của mình đây, mình đang mở một cái phiên bản CAD 2018 với một cái bộ hồ sơ kỹ thuật bổ chi tiết nội thất của một cái mặt bằng nội thất chung cư. Thì đây là một cái file sưu tầm mình đã sưu tầm của một người bạn đấy. Thì ở trong cái file này các bạn sẽ để qua, mình sẽ thấy một chút là cái text họ viết rất là khá là đẹp và mình khá là thích cái phông chữ này. Ở hôm nay thì mình sẽ không có chia sẻ cái file này, bởi vì như trước đây mình đã chia sẻ cái file này một lần rồi ở trên kênh YouTube. Thì mình thấy cái file này các bạn thấy sao? Phông chữ họ làm trình bày rất là ngay ngắn và đẹp, có cả tiếng Việt và tiếng Anh ở đây. Nếu như bạn nào mà làm những dự án hoặc liên quan đến chung cư hoặc là những cái dự án quốc tế chẳng hạn, thì với những cái trình bày, cách trình bày bố trí như này thì nhìn nó rất là khoa học và nó chuyên nghiệp, thấy chưa? Nhìn rất là tây. Đó, các bạn thấy họ rất là đẹp. Cái màu sắc thì rất là hài hòa và ngay cả cái phông text mà họ sử dụng ở đây mình thấy rất là ưng ý. Thế thì video nội dung ngày hôm nay thì mình, mục đích chính của mình đó là giới thiệu cho bạn đến cái bộ phông chữ mà mình hay sử dụng. Đấy, trước đây thì mình có giới thiệu các bạn đến cách đây phải 1 năm hay 2 năm gì đó. 2017, 2 năm rồi mình có giới thiệu các bạn cách cài một cái bộ phông chữ vào trong AutoCAD. Đây cái video này hướng dẫn thêm phông chữ AutoCAD đầy đủ cho AutoCAD nhé. Ở đây thì mình có hướng dẫn cho bạn chi tiết cái cách làm sao để chúng ta sẽ cài được cái phông chữ vào trong CAD. Đấy thì cái video này cũng đã đón nhận được rất là nhiều những cái lời phản hồi tích cực của các bạn xem kênh YouTube của mình. Thế thì rất là cảm ơn các bạn. Bây giờ đã đạt được gần 11.000 lượt xem rồi. Đấy. Thế thì cái video này hướng dẫn rất là chi tiết về cái cách cài phông chữ. Thế thì hôm nay rồi cái nội dung video này đó là mình muốn chia sẻ với bạn, đó là không phải là chia sẻ với các bạn cái bộ phông chữ full giống như cái video này nữa. Bởi vì cái bộ phông chữ full thì mình đã để ở dưới mô tả của video đây rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cái bộ phông chữ nó rất là ít thôi, nhưng mà nó chỉ là cái bộ phông chữ mà mình hay dùng. Đấy, hay dùng. Thế thì trong quá trình sử dụng thì mình thấy là có những cái phông chữ mà nó đẹp, mình thấy ưng ý. Đấy, được rất nhiều những cái bản vẽ mình sưu tầm lại được thì mình thấy nó đẹp ấy, của nhiều người dùng, của những người đàn anh đi trước của mình, thì mình có sưu tầm lại và đặt riêng cho một cái bộ phông chữ riêng của mình. Đấy thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ share lại cái bộ phông chữ này cho các bạn. Nếu như bạn nào mà có những bộ phông chữ này rồi thì có thể là tiếp tục xem video của mình, hoặc là nếu mà chưa có thì có thể tham khảo thêm nhé. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Thì đây là cái bộ phông chữ của mình hay để ở trên cái driver đây. Đấy. Ở đây là trong cái dữ liệu CAD này, một số những cái phần tài liệu liên quan đến bộ môn AutoCAD thì mình để đây là cái bộ phông chữ tuyển chọn này. Ngoài ra thì có các cái phần lib hoặc là những phần file template, phần giao diện block động. Khá là nhiều được chưa? Thế thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn đến cái bộ phông chữ này mình sẽ tải về. Và bộ phông này thì mình thấy ở đây là mình có liệt kê ra khoảng tầm 5 đến 6 phông chữ này. Mình thấy là hay sử dụng và nó khá là đẹp theo cái ý của mình đã sưu tầm lại ở đây. Và không vòng vòng liên thuyên nhiều nữa, thì mình sẽ review cho bạn xem là những cái phông này là phông như thế nào nhá. Ok, có thể là các bạn rất nhiều bạn sẽ thấy nó quen thuộc thôi. Phông đầu tiên là phông số 1, phông Avante, Avan này. Và cái hệ viết của nó, các bạn thấy hệ viết nó là TCVN3. Đây, mình vào đây. Thì đây chính là cái phone mà các bạn sẽ cài vào trong AutoCAD nhé. Đây, cái phone SHX này. Đấy, hay là cái file về phone của Windows, các bạn sẽ cài vào giống như cái video này mình hướng dẫn. Nếu như bạn nào chưa biết cách cài phone chữ vào trong CAD thì bạn phải xem cái video này. Đấy, hướng dẫn cài phone chữ đầy đủ cho AutoCAD. Thế thì ở đây mình có phone rồi. Thế thì cái phone này khi viết ra nó như nào thì mình có chụp lại review cho bạn tham khảo. Đấy, thì đây là cái text mà cái phone chữ mà dùng cho AutoCAD khi mà dùng cho chữ DIM này. Và thấy ạ, thì rất là tròn, rất là đẹp. Thứ hai là khi mà dùng cho viết văn bản, bản vẽ này. Đấy, có thể thuyết minh hoặc là những cái phần tên tiêu đề hay là nội dung, được chưa? Đấy thì cái chữ thì mình nhìn thấy nó rất là đẹp. Đấy, thì mình có lưu ý ở đây là phone Avante.tff này. Đó. Thì đây là kiểu phone thứ nhất, đúng không ạ? Mình sẽ
để cái link tải những cái phone này ở dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Phone thứ hai đó là phone Avant TH, để có thêm từ Avant TH ở sau. Thì nó cũng là cái kiểu gõ là TCVN3 đây. Tức là khi bạn gõ tiếng Việt đây, bạn chuột phải ở đây chọn cái kiểu này. Không phải là Unicode nhé, mà là TCVN3 thì mới gõ được tiếng Việt. Đó. Phone này là phone hỗ trợ tiếng Việt. Thế thì cái phone này thì xem thử nó như nào đây. Đây. Đây chính là cái phone chữ của nó. Thì đây là cái phone Avant TH này và cái kiểu chữ này. Đấy ạ, đây là kiểu chữ khi dùng cho DIM. Nó cũng giống na ná với cái kiểu kia, được chưa? Nó cũng cách điệu đi một chút thôi. Nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp, được chưa? Kiểu này thì nó sẽ là kiểu viết in hoa hết nhá. Còn cái kiểu trước kia là nó là cả in hoa cả thường. Cái này thì nó hoàn toàn in hoa hết. Đấy, nhìn rất là đẹp. Thế thì các bạn thích cái phone này có thể là cài vào trong AutoCAD nhá. Đây là phone thứ hai mình hay dùng. Phone thứ ba là phone VNTime. Đấy, phone VNTime cũng là kiểu gõ TCVN3. Đấy, thế thì đây là phone và hình xem thử nó như nào ạ. Đấy, một số những cái văn bản, bản vẽ CAD thì đòi hỏi chúng ta phải viết những thuyết minh rất là dài đúng không? Thế thì đối với những cái phone chữ mà ưu tiên cái nét mảnh thì nó sẽ làm cho bản vẽ chúng ta nó không bị rối rắm, tức là nó không bị dày hay là chữ nó không bị... khi mà in ra chúng ta để cái độ dày to thì nó không bị chồng đè lên nhau. Thế thì một cái phone mà nó giải quyết được vấn đề này, đó chính là phone VNTime. Thì mình có sưu tầm lại đây, được chưa? Đấy, thì nó viết được tiếng Việt và chữ nó rất là mảnh. Khi mà in ra thì nó không bị chồng chéo lên nhau, thì giải quyết được cho những cái đoạn văn bản, đoạn thuyết minh mà nó viết khá là nhiều chữ, nhiều dòng. Đấy, thì đây là một kiểu phone khá là hay, các bạn nên tham khảo nhé. Đấy, và trên thực tế thì mình sưu tầm bản vẽ thì rất nhiều người dùng cái phone này. Tiếp theo nữa là phone số 4, phone Tauma. Phone này là phone mặc định của CAD các bạn nhé. Tauma, cái phone này thì bạn phải xem hình preview nó ở đây. Phone này thì mình hay dùng viết cho một số trường hợp là text tiêu đề và text thường thì cũng viết. Text thường là text viết nội dung của bản vẽ đấy. Text tiêu đề là ghi tiêu đề của bản vẽ. Thì đây cũng là một kiểu phone mà nó khá là đẹp. Mình thấy nó hay hơn so với việc chúng ta dùng cái phone Arial nhá. Nếu mà chọn giữa Arial hay Tauma thì mình sẽ chọn cái phone là Tauma này. Nó đẹp hơn cái phone Arial rất là nhiều. Đây là hai phone mà nằm mặc định của máy của trong CAD chúng ta cài vào. Thế thì bạn có thể tham khảo thêm cái phone này. Tiếp theo nữa là phone số 5 là phone UTM AVO này. Phone này các bạn có thể cài vào Windows nhé, không có phone CAD, chỉ có phone Windows thôi, bạn cài vào là gõ được. Hình preview của nó là như thế này. Đấy, UTM AVO nhìn nó cũng rất là gãy gọn, bị dạng tròn trịa. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây là kiểu phone khi dùng cho DIM và đây là kiểu phone khi dùng cho ta viết text. Mình rất thích kiểu phone này. Đấy. Thế kiểu phone này thì hệ gõ nó là hệ gì? Nó không phải là Avant TH, nó cũng không phải là hệ TCL3 nữa, mà nó là Unicode nhá. Đây, nó là hệ này, không phải hệ dưới như các phone kia. Đấy, như các bạn có thể cài cái phone này vào trong CAD để có thể sử dụng thêm tham khảo nhé. Mình rất thích phone này. Đấy, phone cuối cùng mà mình chia sẻ đến cho bạn cũng là một phone mà mình nằm trong cái bộ phone hay dùng của mình. Đó là phone VN, Heaven. Tên này thì tiếng Anh mình rất là khó đọc, mình hơi gà một chút. Nên các bạn có thể nhìn cái tên của phone nó, hơi dị. Và kiểu gõ của nó đây là TCVN3. Còn hai kiểu này là Unicode. Hình xem thử của hình này là như thế nào. Preview. Đấy, các bạn thấy không ạ? Cái kiểu này thì là kiểu truyền thống rồi, đúng không ạ? Nếu bạn nào mà làm việc với bản vẽ CAD thì nhiều thì chắc là không còn xa lạ với kiểu phone này. Và tên của nó chính là nằm ở đây, VN.heaven.sh gì đấy, đúng không ạ? SH nghe đã có vẻ sang rồi. Thế đây là cái kiểu phone của nó này, khi mà chúng ta viết text tiêu đề, đúng không ạ? Nhìn rất đẹp, nhìn rất là ngay ngắn, gãy gọn rồi chứ ạ. Và cái chữ rất là đậm, nếu khi chúng ta viết cái tên tiêu đề cho bản vẽ thì nó rất là đậm. Đấy, và rất là nổi bật. Đấy, yeah. Thì đây các bạn, một cái phone này các bạn có thể tham khảo thêm. Mình cũng hay dùng cái bản vẽ, cái phone này để viết text tiêu đề cho bản vẽ. Đấy, vậy thì ngoài này chính là cái phone của nó, bạn cài vào nhé. Bạn nào chưa biết cách cài thì xem lại cái video này của mình, gõ search hướng dẫn phone chữ đầy đủ cho AutoCAD, thêm chữ thuận quang vào đây. Đây, gõ như này. Đấy, search trên YouTube kiểu gì cũng ra. Đây chính là phone cái video của mình.
Đấy. Thế thì trên đây mình đã chia sẻ nhanh cho các bạn năm sáu cái phone mà mình hay sử dụng trong những bộ phone chữ ít ỏi mình đã sưu tầm lại, hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho một phần công việc của bạn. Và nếu các bạn nào thấy hay thì thấy hữu ích thì hãy để cho mình một like dưới video nhé, và hãy comment ý kiến của bạn về cái bộ phone này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.